Xin chào các bạn, tôi là Jen đến từ Murat. Hôm nay tôi rất hào hứng muốn giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới, đó là Invisible Perfecting Shield SPF 30. Sản phẩm này hứa hẹn sẽ tạo nên một xu hướng làm đẹp mới trong lĩnh vực chăm sóc da trên toàn thế giới với những điều tuyệt vời mà nó mang lại. Đây là công nghệ chống nắng vô hình với ba công dụng tuyệt vời, chỉ gói gọn trong một sản phẩm. Invisible sẽ giúp bạn có một làn da hoàn hảo không tì vết. Bạn sẽ cảm nhận được làn da của mình trở nên căng mượt và mịn màng, chứ được biến hóa với bàn tay trang điểm của các chuyên gia. Thực tế thì các chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp cũng rất yêu thích Invisible vì nó cung cấp cho khách hàng của họ một lớp nền hoàn hảo khi được phản chiếu dưới ánh đèn của nhiếp ảnh da. Và tôi sẽ cho các bạn thấy sản phẩm này làm được gì. Một trong những công dụng mà tôi yêu thích nhất là sự pha trộn với CC cream để tạo một lớp nền hoàn hảo. Mỗi ngày tôi thường trang điểm rất cẩn thận khi đi làm hoặc ra ngoài từ sáng cho đến đêm. Vào những ngày cuối tuần thì tôi thích trang điểm nhẹ nhàng hơn. Vì vậy mà chỉ cần một ít kem nền mà tôi yêu thích kết hợp với một ít Invisible. Một bước đơn giản như thế là tôi có thể sở hữu một lớp nền thật tự nhiên rồi. Một điều khác mà tôi yêu thích ở sản phẩm này là có thể sử dụng để chuyển hóa lớp trang điểm cả ngày. Dù đã trang điểm, chỉ cần thoa một bước Invisible lên trên sẽ giúp sắc màu trang điểm trở nên tươi tắn và bạn lại có một lớp trang điểm mới. Đồng thời tăng cường khả năng chống nắng từ sáng cho đến tối, giúp da khỏe và mịn màng hơn.